Tôi gặp hai anh em Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp trong một buổi trưa nắng vừa đổ lửa. Địa điểm chúng tôi quay hình là sân thượng của một chung cư thấp tầng. Trời đã oi bức lại càng khó chịu hơn. Quốc Cơ trầm tĩnh, chu đáo, nhẹ nhàng và điềm đạm, trong khi Quốc Nghiệp trẻ trung, sôi nổi và đầy nhiệt tình. Hai tính cách tương phản nhưng bổ sung cho nhau, đó là những ấn tượng đầu tiên về hai người anh em nổi tiếng. Cả hai anh em đều thừa nhận mình không phải là người giỏi ăn nói, giỏi giao lưu. Họ chính xác là những người đàn ông không nói nhiều, chỉ hành động. Nhìn cái cách mà hai anh em tập luyện khiến chúng ta phải khâm phục qua từng động tác chậm rãi mà vô cùng chính xác, vững vàng. Và đó chính là những gì khán giả thấy ở tiết mục Sức mạnh đôi tay. Tiết mục đã mang đến danh tiếng, sự thành công cho Quốc Cơ, Quốc Nghiệp, cũng như mang về vinh quang cho xiếc Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Chẳng cần phải áo dài khăn đóng khi Cơ, Nghiệp diễn, khán giả nước ngoài vẫn nhận ra họ là những nghệ sĩ đến từ Việt Nam. Bởi tinh thần Việt toát lên từ tiết mục Sức mạnh đôi tay, họ đã gọi một cách triều mến anh em dũng sĩ Hạc Quyên đến từ Việt Nam. Cái điều quan trọng á là của hai anh em, tại sao Quốc Cơ lại ở dưới mà Quốc Nghiệp ở trên? Đó là tiết mục này được xây dựng từ lúc hai anh em còn nhỏ. Cho nên lúc đó Nghiệp nhỏ hơn Quốc Cơ đến 5 tuổi, nên lúc nào Quốc Cơ cũng là người đứng dưới để chịu đựng Quốc Nghiệp. Tại vì Nghiệp nhỏ hơn Quốc Cơ đến 5 tuổi nên cái trọng lượng không có nặng lắm đối với Quốc Cơ. Nhưng mà đến thời điểm này thì Quốc Nghiệp và Quốc Cơ đã ngang nhau. Nhưng mà cứ luyện tập đều đặn thì cái sức của cả hai đều có thể giữ được. Và trong xiếc, bất kỳ một cái động tác nhỏ nào mà muốn thay đổi thì phải trả giá bằng thời gian và cái sự luyện tập rất là gian khổ. Trong tiết mục Sức mạnh đôi tay thì bất kỳ người ở trên hay người ở dưới đều có một cái tầm quan trọng riêng. Và anh em Quốc Cơ và Quốc Nghiệp đã luyện tập rất là nhiều để làm sao mà ăn xăm với nhau và thật là ăn khớp với nhau trong từng động tác. Bất kỳ thay đổi một động tác nhỏ nào thì phải tập lại từ đầu. Để biểu diễn 15 phút Sức mạnh đôi tay trên sân khấu, hai anh em đã bỏ ra hơn 7 năm khổ luyện. Đặc biệt nhất trong tiết mục này là thao tác chồng đầu. Khi Giang Quốc Cơ đứng làm trụ, Giang Quốc Nghiệp lấy đà, tung người lên cao và chồng đầu của mình lên đầu của anh trai. Trong tư thế ngặt nghèo như vậy, hai nghệ sĩ trẻ này thể hiện màn đi giật lùi không thể tin lên một chiếc cầu thang. Đây là màn biểu diễn khó nhất, đòi hỏi hai anh em phải khổ luyện hàng ngày để có thể đạt đến sự hoàn hảo trong từng động tác nhỏ nhất.
ra đối với cơ nghiệp là càng khó thì càng thích. Gia đình là có truyền thống về xiếc, và trong người của hai anh em cũng có máu về xiếc, cho nên thích những cái mạnh mẽ và khó nhất, và những cái khó khăn để cho hai anh em thích vượt qua những cái khó khăn. Cho nên hai anh em không muốn tìm những cái thứ quá đơn giản. Và cái quan trọng là những cái đơn giản mọi người ai cũng có thể làm được, nhưng mà chỉ có những cái khó và nguy hiểm thì mọi người không dám làm. Thì hai anh em tiếp tục cái con đường là chinh phục. Bài biểu diễn không chỉ gây ấn tượng về mặt nghệ thuật mà còn gây nhiều cảm xúc với hình ảnh anh trai Quốc Cơ luôn làm điểm tựa vững chắc để nâng đỡ, làm đòn bẩy cho Quốc Nghiệp thăng hoa, dứt điểm những động tác khó và gây cấn. Tiết mục diễn ra bao nhiêu năm cũng là bấy nhiêu năm Nghiệp lớn lên, càng lớn càng nặng. Do đó sức nặng đè lên bệ đỡ anh trai Quốc Cơ cũng càng tăng. Nhưng điều đó không làm Cơ lo bằng việc rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cơ và Nghiệp thì chưa bao giờ đổi những vị trí cho nhau. Vì tiết mục Sức Mạnh Đôi Tay luyện tập rất lâu, đòi hỏi sự kết hợp rất là nhuần nhuyễn, nên khi mà đổi vị trí cho nhau là nó đổi khác hoàn toàn. Người đứng dưới có trách nhiệm là chịu đựng người phía trên để họ có lấy được cái cảm giác cân bằng và giữ như một cái trục thẳng đứng. Và người phía trên họ phải thăng bằng cực kỳ tốt để cái người phía dưới không bị chao đảo. Và hai vị trí của Cơ và Nghiệp đều rất là quan trọng, nhưng mà người gặp nhiều nguy hiểm nhất vẫn là Quốc Nghiệp. Bởi vì khi mà sai lệch những cái động tác nhỏ thôi có thể dẫn đến mất mạng. Xiếc không đơn giản là chỉ trật tay, trật chân hoặc là gãy tay, nó còn nguy hiểm đến tính mạng. Quốc Cơ và Quốc Nghiệp đã bị tai nạn rất là nhiều lần. Có rất nhiều lần Quốc Nghiệp nói với Quốc Cơ rằng hay là thôi về, vì Quốc Nghiệp không có muốn sau này mình phải ngồi trên một chiếc xe lăn. Và cái câu nói đó làm cho Quốc Cơ cảm thấy mình không có nên ép buộc em trai của mình. Thì hai anh em không muốn luyện tập nữa. Nhưng mà sau 2 tuần, hai anh em lại không thể nào ngồi yên một chỗ nữa và tiếp tục luyện tập. Rất may mắn là gia đình Quốc Cơ và Quốc Nghiệp có 3 đời làm xiếc. Đó là một lợi thế và cũng là một thách thức cho Quốc Cơ và Quốc Nghiệp. Họ biết được cái cảm giác của khán giả khi mà họ tiếp cận với xiếc như thế nào. Và cái thách thức lớn đó là họ đã có quá nhiều thành tích trên con đường xiếc của mình. Cho nên họ kỳ vọng hai anh em ở chỗ mình phải đạt những thành tích cao hơn để làm rạng danh cho dòng họ mình. Thì khi mà còn nhỏ thì đã thích luôn những cái môn liên quan đến xiếc như là nhào lộn và thể dục dụng cụ. Nhưng mà nó chỉ dừng lại ở mức độ là thích thôi. Đó là vô tình hai anh em Quốc Cơ và Quốc Nghiệp ngồi xem tivi và xem được một cái chương trình xiếc rất là hay. Và từ lúc đó thì cái niềm đam mê nó trỗi dậy rất là mãnh liệt trong hai anh em. Thì lúc đó hai anh em đã bắt đầu luyện tập
để trở thành những cái diễn viên như mà mình mơ ước. Cơ và nghiệp lớn lên theo đuổi hoài bão của cha mình như một định mệnh. Các anh được cho đi tập nhào lộn, tập thể dục dụng cụ trước khi bước lên sân khấu. Xiết với Cơ, nghiệp là một con đường thẳng, không nhánh rẽ. Nếu té sẽ đứng lên, nếu thất bại sẽ làm lại. Không khó khăn nào là không thể vượt qua. Lần đầu tiên Cơ và Nghiệp biểu diễn tiết mục Sức mạnh đôi tay thì không được thành công lắm. Có lẽ là hai anh em làm nó chưa tốt. Hai anh em cũng ngã lên ngã xuống hoài. Nghĩa là những động tác hai anh em làm không có chắc. Và cảm thấy rất là run, rất là lo sợ. Cho nên tất cả những động tác mà hai anh em đã tập nhuần nhuyễn bên trong khi mà ra sân khấu, tất cả đều thất bại. Thì lúc đó thì hai anh em cảm thấy rất là buồn và hứa với lòng là mình sẽ không để như vậy một lần nữa. Trong ngành xiếc thì rất là có nhiều người tài, cho nên đó cũng là một cái động lực để Quốc Cơ, Quốc Nghiệp phấn đấu không ngừng để làm sao đạt được một cái vị trí nhất định trong ngành xiếc. Và càng có nhiều người tài, càng có nhiều người giỏi trong xiếc thì hai anh em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp càng cố gắng luyện tập và luyện tập. Ở Việt Nam, người ta chưa hiểu nhiều về xiếc. Khi mà hai anh em làm nghề, cũng muốn được phô diễn những cái tài năng, những cái kỹ thuật tốt nhất cho người Việt mình xem. Nên hai anh em đang rất là muốn làm một cái tiết mục thật xuất sắc, thật hoàn hảo để biểu diễn lại cho người Việt mình xem, để họ cảm nhận được người Việt chúng ta vẫn rất là giỏi và xiếc Việt Nam của chúng ta không hề thua kém xiếc quốc tế. Khi hai anh em đến những cái cuộc thi lớn trên thế giới, khi mà người ta nghe đến xiếc Việt Nam, những đồng nghiệp xiếc, họ cảm thấy là Việt Nam có gì đâu. Chưa bao giờ nghe Việt Nam mình có những diễn viên xiếc tốt cả. Hai anh em đón nhận từ các bạn diễn nước ngoài cái sự không được nồng nhiệt lắm. Nhưng sau khi hai anh em trình diễn xong cái tiết mục Sức mạnh đôi tay và được khán giả nhiệt liệt ủng hộ, họ đứng cả dậy để cổ vũ cho hai anh em. Đó là cái điều mà làm cho hai anh em Cơ, Nghiệp rất là vui và hãnh diện. Xiếc nó có một sức hấp dẫn rất là lớn. Nó không chỉ hấp dẫn ở những động tác kỹ thuật điêu luyện, mà nó còn giúp cho hai anh em tôi luyện tinh thần kiên định và ý chí thép. Không chỉ riêng ngành xiếc mà bất kỳ một ngành nghề nào thì cái yếu tố quan trọng dẫn đến sự thành công đó chính là niềm tin. Hơn thế nữa thì anh em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp là hai anh em ruột với nhau, cho nên sự tin tưởng với nhau là hoàn toàn tuyệt đối. Và không chỉ là tin tưởng lẫn nhau mà còn tin tưởng vào chính cả bản thân mình là mình phải làm được điều đó. Có Cơ thì phải có Nghiệp và ngược lại. Họ hiểu nhau đến từng hơi thở. 15 năm huy hoàng lẫn đắng cay, dù nhiều lần muốn buông xuôi, nhưng chưa khi nào họ bỏ qua nhau khi nghĩ về tương lai. Ba huy chương vàng, ba huy chương bạc tại các kỳ liên hoan xiếc quốc tế tổ chức tại Ý, Nga, Trung Quốc, Cuba và các nước khác. Hai giải đặc biệt tại Festival Xiếc Monte Carlo, Monaco và nhiều giải thưởng khác là trái ngọt dành cho kỳ tích Sức mạnh đôi tay mà Cơ và Nghiệp đã khổ luyện hơn một thập kỷ.